Liên tiếp trong 2 ngày qua, trên địa bàn xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên xảy ra cháy rừng. Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài là nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy này. Chiều qua, tại khu rừng trồng của ông Trần Minh ở thôn Đồng Hội đã bùng cháy dữ dội. Hơn 2 hecta rừng keo lá tràm 9 năm tuổi đang trong thời kỳ thu hoạch đã bị cháy rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn cho gia đình. Vào trưa cùng ngày, tại rừng Bằng nằm trên địa bàn xã Xuân Quang 1 cũng xảy ra cháy rừng với tổng diện tích khoảng 10 hecta. Người dân cùng lực lượng chữa cháy địa phương đã có mặt tại đây để dập lửa và tạo đường băng khống chế ngọn lửa lan sang các cánh rừng trồng bên cạnh. Tuy nhiên, do thời tiết vô cùng khắc nghiệt, hanh khô và có gió nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất 4 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới được dập tắt. Bước vào mùa nắng nóng nên rất dễ xảy ra tình trạng cháy rừng. Người dân cần phải đề phòng, hạn chế rủi ro do giặc lửa gây ra.